ok. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mồi câu cá trôi, chép, rô phi. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm nha các bạn. Thì cũng rất lâu rồi, mình cũng chưa có ra video ở trên kênh của mình. Và cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có làm một cái video nào để trộn mồi hoàn thiện, hoàn chỉnh để cho các bạn cùng xem và tham khảo. Các bạn có thể áp dụng thử để trải nghiệm ở tại địa điểm của các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thời tiết chúng ta đang thay đổi, sắp tới mùa mưa rồi, nên hiện tại bây giờ câu cá rất là khó nha các bạn. Mình cũng hy vọng là cái bài mồi này nó sẽ hiệu quả để các bạn câu cá được chóng mớm, được ok, hiệu quả hơn, lên hàng thành công nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ ràng chi tiết cách làm, cách trộn như thế nào để hoàn chỉnh ra một bài mồi để câu cá trôi, chép, rô phi đơn hiệu quả dễ làm nha các bạn. Ok, đầu tiên các bạn cho mình một cái thao như thế này nha các bạn. Đây, đây là cám cá nha các bạn, cám cá chiên chép nha, như là 9240 gì đó. Này là chiên chép nha các bạn. Rồi, một bát, một chén như thế này, một chén cắm cá chiên chép nha các bạn. Rồi, còn đây là cắm chim, cắm trứng, ba vị, lại có tem nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một gói cắm chim như thế này. Đây, một gói cắm chim. Đó, gói luôn đó. Các bạn dùng tay nè, đảo cho cắm cá với lại cắm chim đều với nhau. Các bạn cho đây là nước nha các bạn. Khi các bạn ra ngoài hồ câu á, các bạn lấy nước tại điểm câu trộn sẽ ok hơn nha. Bạn chế nước vào ít thôi đó, cho cắm chim nó nở ra. Các bạn dùng tay bạn đảo lên, đảo một tí là cắm chim chúng ta sẽ nở ra là ok. Rồi, sau khi đã xong, còn đây là mồi nền nha các bạn. Ở trong đây có lúa với lại bắp đỏ ngâm 3-4 ngày đó, ngâm không nha các bạn, ngâm sống luôn nha, ngâm cho nó lên mùi chua thối luôn đó. Và khoai lang ủ chua mình đã trộn hết tất cả nguyên liệu vô trong đây rồi, ra một khẩu hộp, một cái mồi nền chuẩn như thế này, một chén nha các bạn. Các bạn cho một chén vô trong khẩu hộp này là ok đó, một chén mồi nền. Rồi, khi các bạn đã cho vào xong, các bạn dùng tay đảo mồi nền, cám chim và cám cá chim chép đều lại với nhau. Đây là một trong những cái mồi mà nó gọi là đơn giản nhất có thể. Mình cũng câu cái mồi này cũng khá là nhiều lần rồi, và tỷ lệ lên cá trôi, cá chép và cá rô phi rất là cao. Các bạn cũng có thể áp dụng thử
Cái mồi này cũng có thể câu đài, câu lục và câu đăng xê đều ok hết nha các bạn. Đó. Nếu mà các bạn câu lục thì các bạn cho nhiều bắp với lại cái thóc ngâm vô là ok. Còn bằng câu đài á thì các bạn đừng cho bắp vào. Đó, đừng cho bắp với lúa vào. Các bạn chỉ lấy nước thôi, phần nước các bạn ủ á, dắt nước ra, cho nước vào thôi, đừng cho cái vào. Đó, rồi cánh chiên các bạn xay nhuyễn ra để khi các bạn trộn mồi á nó sẽ nhanh hơn, ok hơn. Đó. Để các bạn có mồi bạn câu lẹ hơn. Đó. Cuối cùng là trứng vịt. Các bạn cho một cái quả trứng vịt vô đây để tăng lên cái độ tanh của mồi. Cái trứng vịt này để các bạn chống móm nè, những con cá trôi, cá rô phi và cá chép nó rất thích ăn cái trứng vịt này. Đó, nên một khi mà các bạn trộn mồi đi câu bất kỳ cái mồi nào các bạn cần phải cho trứng vịt này vào. Đó, và tỷ lệ lên cá từ trứng vịt này rất là cao, các bạn lưu ý. Rồi các bạn đập trứng vịt cho vào. Một quả thôi là ok rồi các bạn, không cần cho nhiều. Các bạn dùng tay các bạn đảo đều lên. Đó, đảo thật là đều lên. Cái mồi này các bạn trộn xong rồi các bạn câu luôn, không cần phải ủ qua đêm hay gì cả. Tại vì trong đây nó đã có cái mồi nền ủ chua sẵn rồi, nên mùi chua rất là đặc biệt rồi. Kèm theo các bạn trộn thêm cánh chim và cắm tanh nữa, tăng thêm cái độ hương vị của nó vô nữa, là có ngay hoàn chỉnh ngay một cái mồi gọi là chua tanh. Chua tanh rất là hiệu quả để các bạn câu cá. Câu cá trôi, chép rufi. Mình cũng trải nghiệm cái mồi này mấy lần, rất là nhiều lần, và tỷ lệ lên cá cũng khá là ok. Nên ngày hôm nay mình chia sẻ lại cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo nha. Đó. Và mình sẽ có một cái video test thực tế đối với cái mồi này. Đó. Mình sẽ chọn ở ngay tại cái điểm câu với cái mồi này và câu liền luôn, câu ngay vào luôn. Còn ngày hôm nay mình làm cái mồi này để chia sẻ trước cho các bạn xem tham khảo, các bạn trải nghiệm trước. Và tới cái lúc đó mình sẽ ra ngoài hồ tự nhiên, mình sẽ chọn ở ngoài đó, mình sẽ test thực tế ở ngoài đó xem thử coi cái mồi này nó có thật sự hiệu quả với cái hồ tự nhiên hay không, và nó có hiệu quả với lại cá trôi, cá chép và cá rô phi ở ngoài hồ tự nhiên hay không nha các bạn. Mình thì mình thích câu lăng xê thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy lăng xê, mình sẽ bóp mồi cho mấy bạn cùng xem, để cho mấy bạn cùng biết là mình bóp lăng xê như thế nào, và xài dây gì và lưỡi gì và lăng xê gì và như thế nào đó, để các bạn không phải thắc mắc nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn. Thì đây là cái hộp mình hay đựng để mà mình câu lăng xê. Đó. Mình câu 5 cần lăng xê, mình sẽ đựng 5 quả bông lăng xê vô trong cái hộp này như thế này. Em mở ra cho bạn xem đây. Đây là lăng xê của mình. Đó. Ở trong đây nó có 2 3 loại chì lẫn mà chì 50, chì 40 và chì 70. Đó, thích câu là chì nào thì câu. Mình thì mình dùng lưỡi BKK Cutting Blade size số 7 là bằng size số 13 thường nữa các bạn. Bây giờ mình thích săn cá lớn chứ mình không thích săn cá nhỏ nữa. Mình thích bắt cá thôi, mình thích ăn cá nữa. Mình câu lên, mình ngắm cảnh, quay video mọi người xem rồi mình cuối ngày mình sẽ thả nó đi. Đó. Nếu ngày đó có anh em vui thì mình sẽ để cá lại để có thể anh em thưởng thức. Nếu mà không có ai mình buồn mình sẽ thả hết. Đó. Giờ mình thích cảm giác cá nó kéo cần thôi. Nha các bạn. Đây. Đây là lăng xê của mình. Đây. Bỏ trong đây, hôm bữa mình đi về mình nó hơi bừa bộn, nó hơi rắc rối tí. Đây là lưỡi BKK. Lưỡi này rất là cứng, siêu cứng luôn, bao ngoác, dính cả bao sảy luôn, bao dính, rất là bén, sắc bén, rất là nhạy cá. Đây. Đây là cái size số 7 nha các bạn. Size số 7 này bằng cái size số 12 rưỡi 13 thường đó các bạn. Còn dây mình sẽ dùng dây BE. Dây BE có 9 lõi nha các bạn. Còn lăng xê, bơm lăng xê mình sẽ bơm dùng bơm lăng xê inox không rỉ sét nó nha các bạn. Đây. Còn chì mình sẽ dùng chì vuông. Đây. Chì 8 cạnh, 4 cạnh như thế này. Đó, xuống nước nó sỏ bị sóng bị đỡ văng chì ra ngoài. Đó. Một cái khóa ở đây để mà cố định giữ cục chì lại đó. Đó. Khi cái ăn cục chì của chúng ta kéo đi sẽ chạy đi. Và tỷ lệ nó nặng á,
sẽ đóng dính dính cái dính dễ dàng hơn đó. Còn xốp á mình sẽ gắn hai hạt xốp đây, cứ một lưỡi như vậy á mình sẽ gắn hai hạt xốp như thế này. Đây đây là cái ủ hạt xốp của mình, cứ một cái lưỡi câu mình sẽ gắn đi hai cái lưỡi xốp. Mà các bạn lựa lựa cái xốp nào nó cho nó vừa vừa thôi, đừng dùng xốp to quá, gắn hai lưỡi này vô, tỷ lệ dính cá sẽ cao hơn. Khi các bạn quăng mồi ra nếu mà có bể thì nó sẽ bể một hạt xốp thôi, sẽ còn hạt xốp ghi lại nha các bạn, hình hên thì còn hai hạt luôn đó. Đó lý do tại sao mình sẽ gắn hai hạt xốp, để vì tránh tình trạng nó quăng xuống nước nó bị tức á, rốt cái đầu xuống nước nè, tức nó bể hạt xốp đó, nên mình sẽ phòng ngừa là sẽ gắn hai hạt xốp vô một cái lưỡi câu đó. Sau khi đã gắn xong rồi mình sẽ bóp mồi. Đây các bạn cái nắng con mồi vừa vừa nhỏ nhỏ như thế này, dễ thương như thế này đó. Đây mồi của ta nó có độ kết dính và nó có độ bung vừa phải nha các bạn, không quá mềm cũng không quá khô, rất dễ nắng mồi. Đây đó, nếu mà các bạn thấy mồi của ta ướt quá thì các bạn có thể cho thêm cám chim xay nhuyễn vào và bóp đều 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 nhẹ ở đây lên, xong rồi chúng ta câu. Ok, mồi này của mình á, nếu các bạn bóp mềm á có thể ngâm được một tiếng rồi, và các bạn mà bóp mà hơi hơi mà cứng cứng á có thể ngâm được 2 tiếng, và các bạn bóp mà cứng á có thể ngâm được 4 tiếng nha các bạn đó. Ok, các bạn cứ ghim lửa vô trong như thế này đó, như vậy là ok. Mình câu 4 lửa thôi, không câu nhiều đó. Đó, đơn giản vậy thôi đó, như vậy là xong rồi các bạn. Chứ còn bóp mồi vậy, quăng mồi xuống và đợi chờ cá nó ăn thôi. Chúc các bạn câu thật nhiều cá, điều chỉnh cái mồi này của mình. Ok ok, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cái đam mê cá mình nha các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bảo cá, bảo cá khổng lồ rồi, giờ canh cá chọc, giờ canh cá cái nó mới đắt bây giờ kìa, rồi khổng lồ rồi. Thì bố chạy bằng trời, có 2 lưỡi à? Trời đánh thuốc. Wow. Wow, trời ơi. Trời trời trời. Chục ký á. Chục ký á. Chục ký mà không nghe trọng. Trọng đó rồi. Chục ký. Ô quá chục ký trời. Trời trời chết. Wow. Khủng lồ các bạn ơi, chục ký các bạn ơi. Quá wow, mừng rồi. Nè có 2 lưỡi rồi nè. Giỡn làm gì? Cái lưỡi nè 14 nè. Cái chục ký á trời. Chục ký á. Chục ký á các bạn ơi. Chụp đen đã thật chứ. Tuyệt vời các bạn, chục ký á các bạn. Trời ơi con cá to. Má chắc là cái gọng của này không đủ rồi. Cái gọng nó không vừa rồi.
Nè có hai lưỡi chứ nhiêu. Nè có hai lưỡi chứ mấy mà nè. Lưỡi 14 nè. Một lưỡi sớm, một lưỡi bắp. Ok. Cảm nền tổng hợp bãi đỉnh nha các bạn. Con chép quá cho bự rồi bạn ơi. Đã. Báo cá. Báo cá. Báo cá. Báo cá nha anh em. Con nữa, hai con. Nhỏ đó, con kia chục ký kìa. Báo chép đi nha các bạn. Chép cho các bạn. Đẹp không? Con này mình sẽ thả cho nó mau ăn trống lớn nha các bạn. Ok. Thả cho nó lớn các bạn nha. Ok nha. Con này con được bóp bà bó tồn. Nó được bó tồn rồi. Ok. Nó đã được phóng sinh nha các bạn. Rồi lớn. Lên. Kéo ào ào kìa. Lớn. Rồi lớn rồi. Lớn. Lớn rồi bên ơi. Nặng rồi nặng. Lớn. Ui go rồi. Ui. Tao mất rồi mày cảm ơn. Báo cá bạn ơi. Đó, con người cưới được rồi đừng có thêm nữa. Ui go đó rồi. Trời ơi. Ui. Giật đâu? Ui go đứng rồi em ơi. Ấy cũng như thế nè. Dưỡng dây, dưỡng dây bên đó rồi đó. Đó à. Chết rồi. Đù cái chấp vàng đẹp đây nè. Sao đỡ được? Chết thứ ba nha anh em. Hai lưỡi thôi, coi chưa nhiều. Rồi mày. Bay dép mày. Qua đam mê con cá máy định. Cái còn chép công à. 3 ký mẹ. Mẹ chép vàng các bạn ơi. Anh nãy camera anh. Đã các bạn, chép vàng các bạn. Con chép thứ ba nha các bạn. Thôi con này cho vỏ bạn đã nữa. Ok. Mày ăn ngon rồi đó. Trời nói gì nữa. Tới mai nữa. Có đã. Dạ chưa? Thành quả ngày hôm nay nha anh em. Một con chép đen 9 kg và một con chép vàng 2 kg nha anh em. Rồi cái bình này để cá đủ không? Để đúng cái đầu à. Nè con heo với con cá gì các bạn? Con cá này chắc con thỏ nó chắc có hơn chục năm rồi các bạn ạ. À. Quá khủng các bạn à. Bạn nghĩ sao về điều đó? Bây giờ tụi mình sẽ hóa kiếp cho nó nha các bạn. Ok các bạn.